5 lần phẫu thuật điệu đạo. Năm 2012, anh N. T. B. 33 tuổi, bị tay vợ đa chấn yêu thương, dở xương chậu, gãy xương đùi phải, chấn yêu thương điệu đạo. Anh B. cho biết, đã được mổ tổng số 18 lần, trong đó được mổ điệu đạo 5 lần. Hiện nay, anh bị rối loạn cương dương và đã được điều trị bằng các quy định tại nhiều bệnh viện có thành tựu khả quan. Mới đây, bệnh nhân bờ đã được phẫu thuật đặt hang nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo Phó Giáo sư, Tiến sinh Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân bị rối loạn cương dương nên đã được để phẫu thuật đặt hang nhân tạo là phẫu thuật ở vùng sinh dục. Bệnh nhân bờ đã được tiến hành vi mô nội khí quản. Sau đó, phẫu thuật viên sẽ rạc một đường nhỏ tuổi dưới dương vật, cách bờ khoảng 2cm và đặt vào trong thể hang của người bệnh một thể hang nhân tạo giống như hai cái ống. Hai ống này có tính năng làm dương vật cương lên giống thể hang thật. Qua đường mổ này, phẫu thuật viên kế tiếp đặt một túi chứa chất dịch nước muối sinh lý đã được khử trùng vào trước bàng quang, sau xương mu. Cuối cùng, đặt bơm vào giữa bụng. Ba hệ thống này sẽ nối với nhau qua hệ thống ống nối và tổng thể hệ thống này nằm vững bên trong cơ thể, đảm bảo kín và thuận tiện trong sinh hoạt. Ngay trong mổ đã thử bong bóng, thấy dương vật cương cứng và thẳng. Bệnh nhân sau mổ tình trạng ổn định. Phó giáo sư, thí sinh Nguyễn Quang chia sẻ về ca mổ đặt hang nhân tạo. Bác sĩ Quang cho hay, tỷ trọng rối loạn cương dương tại Việt Nam hiện thời tương đối cao. Tình trạng này ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của người nam giới. Theo ước tính có 16% nam giới từ 20-75 tuổi bị rối loạn cương dương. Tỷ lệ bị rối loạn cương dương tăng lên theo tuổi. Ngày nay đã có nhiều quy định điều trị rối loạn cương dương, cả nội khoa, cả ngoại khoa, điều trị nguyên nhân, liên hiệp điều trị tâm lý và các quy định hỗ trợ. Nhiều trường hợp vẫn cần phải sử dụng phẫu thuật đặt vật hang nhân tạo để điều trị rối loạn cương dương. Nhờ đó, người bị rối loạn cương dương sẽ chủ động chuyện cương của mình hơn, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống.